Và sau khi dời cái đế dời về phía sau được khoảng 5 cm nha các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop, kênh mình chuyên phân phối lắp ráp các sản phẩm baga thùng JV chính hãng. Thì đây là mẫu baga zin HRX của JV lắp cho Winner. Thì các bạn nhìn ngay hai cái miếng keo đỏ mình đang dán làm dấu, thì khi ngồi nó rất là sát nha các bạn. Thì đối với những người mà phía sau ốm ốm hoặc là nữ thì ngồi ok, còn mà hai bạn nam to con tí xíu thì ngồi nó sẽ hơi dướng cấn cái lưng nha các bạn. Thì cái này mình chăn trở rất là lâu, thì đợi hãng JV họ làm thì rất là lâu rồi không có làm cái bát này. Thì mình đã phát triển và gia công cái bộ bát để kéo dài cái đế ra phía sau. Thì đầu tiên các bạn tháo cái đế cũ ra, thì xe này lắp bên mình để mình cắm dắt zin. Thì khi tháo chỉ cần rút cái dắt ra thôi, thì lát mình cắm lại. Và những cái nút cao su này các bạn dùng cái vít dẹp các bạn đẩy nó lên nè. Sau đó các bạn tháo cái đế ra. Rồi các bạn vệ sinh lại xong rồi các bạn lắp cái bát. Đây là một bát nó có hai nấc tân chỉnh nha các bạn. Thì nấc đầu tiên là 3.5 xăng. Còn các bạn muốn dời xa hơn tí nữa thì các bạn dời hết nấc luôn là 5 cm. Đây là cái khoảng cách tuyệt vời cho những cái dòng xe Winner mà hai người ngồi tương đối là to con, hoặc đi những cái thùng ADV các bạn, nó có cái tựa lưng thì nó sẽ hơi dướng tí xíu. Thì các bạn sử dụng 4 cái lỗ này để bắt vào cái baga zin. Sau đó thì mình sẽ bắt cái đế lên đây lại. Thì cái này là sử dụng chất liệu là inox 304 và độ dày là 3 mm nha các bạn. Độ dày là 3 ly. Rất là cứng luôn nha các bạn. Cái này các bạn siết vừa cứng tay là ok. Đây, độ dày của cái miếng inox này là 3 ly inox 304, không có bị xét nha các bạn. Và cái độ cứng chắc rất là an toàn. Thì cái đế mình vẫn bắt 4 cái lỗ ốc nha các bạn. Thì mình đế thì mình sẽ sử dụng lại cái ốc cũ, ốc zin theo xe của các bạn tháo ra đó. Còn cái ốc mới thì bên mình sẽ trang bị cho các bạn luôn. Ốc mới là dành bắt cái bát nối. Đó, cái bát các bạn nhìn hai cái lằn keo đỏ khi nãy mình dán không các bạn. Thì bây giờ mình đã dời ra được rồi. Thì các bạn cắm cái dắt lại thôi. Thì dắt zin nên tháo lắp rất là tiện, khi nào cần thì các bạn bấm dắt tháo ra. Thì lắp bên mình sẽ bấm dắt hết nha các bạn. Đối với Winner là bên mình đang khuyến mãi tặng dắt khi các bạn lắp. Hiện tại là anh khách đang ngồi rất là thoải mái luôn. Khách này cũng là to con nha các bạn. Thì trước đây anh lắp thùng giữa, thùng sau baga bên mình hết. Và bên mình rất là nhiều khách hỏi với cái đế này để dời ra phía sau, mình ngồi phía sau cho nó được thoải mái. Thì mình chần chờ rất là lâu và bây giờ thì mình đã có được cái mẫu gọi là hoàn chỉnh nha các bạn. Bên mình đã canh chỉnh lại rất là chuẩn, nên các bạn ở xa có thể mua về tự lắp và tự dời ra được nha các bạn. Và ở shop thì có nhiều thùng, nếu mà bạn nào có nhu cầu mà lắp baga lắp thùng thì cứ ủng hộ shop mình nha. Thì shop mình chuyên phân phối thùng baga JV chính hãng, và bên mình hỗ trợ lắp ráp và có bảo hành chính hãng hết nha các bạn. Thì các bạn có thể ghé trực tiếp cửa hàng bên mình, thì bên mình có để địa chỉ và số điện thoại bên trên nha các bạn. Hy vọng cái sản phẩm cái bát nối này sẽ mang đến cái giá trị thiết thực cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.